về Hà Nam ghé thăm nhà Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. Lễ hội Tết Việt 2023, điểm nhấn ngày Tết tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà vườn tại thành phố Hồ Chí Minh hối hả xuống lá mai, tính chuyện giảm giá vì sức mua giảm.